Nhà vệ sinh mà ở bên cạnh ký túc xá á? Xu sở phóng biên ở vệ sinh chiên mà? Xu sở phóng biên ở vệ sinh chiên mà? Đúng vậy. Tuổi. Hãy nhắc lại, chào cậu có tên là gì? Nǐ hǎo, nǐ jiào shénme míngzì? Xin hỏi anh họ gì? Qǐng wèn nǐ xìng shénme? Xin hỏi quý tính đại danh của anh. Qǐng wèn nín guì xìng? Mình tên là Trương Hồng. 我叫张红. Mình họ Lục, tên là Lục Vũ Bình. 我姓陆，叫陆雨萍. Mình tên là Đại Vệ. 我叫大卫. Thầy họ Lưu, tên là Lưu Minh. 我姓刘，叫刘明. Mình là lưu học sinh của Đại học Đông Phương. 我是东方大学留学生. Học viện ngôn ngữ. 语言学院. Đại học ngoại ngữ. 外语大学. Chuyên ngành của mình là quan hệ quốc tế. 我的专业是国际关系. Chuyên ngành của mình là Hán ngữ. 我的专业是汉语. Bạn học chuyên ngành gì? 你学什么专业? Mình học chuyên ngành tiếng Anh. 我学英语专业. Đại học Trung Hoa. 中华大学. Của khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. 中华大学中文系的. Nghiên cứu sinh của khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. 中华大学中文系的研究生. Văn học hiện đại. 现代文学. Ở phía tây của Đại học Đông Phương. 在东方大学的西边. Lúc rảnh. 有空的时候. 有空的时候. Hoan nghênh bạn đến chơi. Ở đây dùng chì. 欢迎你去玩. 欢迎你去玩. Hoan nghênh bạn đến Đại học Ngoại ngữ chơi. 欢迎你去外语大学玩. Lúc học tiếng Trung. 学汉语的时候. Lúc anh ta biết. 他知道的时候. Lúc các cậu quen nhau. 你们认识的时候. Lúc chúng tôi uống cà phê. 我们喝咖啡的时候. Lúc chúng tôi vào.
我们进来的时候